Trần Văn Chi. Cô Ngọc Lan, tôi là một trong diễn giả mà có tên trong cuốn sách này. Tôi trình bày kỳ trước về cái cuốn Gia đình báo. Do đó tôi xin trả lời hai ý kiến mà có lẽ cá nhân tôi nhiều hơn, bởi vì tôi có dính vào cái kỷ yếu này. Thứ nhất là cái câu hỏi của cô nói về vấn đề là ông Trương Vĩnh Ký nghĩ thế nào về cái chuyện giáo hóa của người Pháp giành quyền để đối với người Việt Nam. Thì trong cái phần nghiên cứu Gia đình báo, một trong những cái mục tiêu của Gia đình báo là truyền bá chữ quốc ngữ nhằm để cho giúp cho người Pháp giáo hóa Việt Nam theo cái nghĩa của mình bây giờ, tức là giúp người Pháp để mà giúp đỡ Việt Nam phát triển như cái hướng của Âu Tây. Thì cái đó là cái ý mà chúng tôi nghiên cứu trong cái Gia đình báo. Như vậy, nói một cách khác là cụ Trương Vĩnh Ký đồng ý cái đó. Nó giống như cụ Phạm Quỳnh sau này Pháp Việt đề về, nghĩa là muốn cho Pháp với Việt Nam đừng đánh nhau để giúp cho Việt Nam phát triển. Cái đó chúng tôi không bình luận. Cái thứ hai là vấn đề người cha, người mẹ. Phải nói rằng là mình hay lẫn lộn khi mình đứng ở hội trường người Việt năm 2019 để mình nhìn cụ Trương Vĩnh Ký lúc bây giờ thế kỷ thứ 19 năm 1800. Cái đó chúng tôi có hãnh diện là chúng tôi học lịch sử, tốt nghiệp đại học sư phạm lịch sử, phương pháp sử dạy chúng ta phải đưa cái sự kiện nó trở về như cái thời đó, chứ đừng có lấy thế kỷ 21 mà nhìn cụ Trương Vĩnh Ký. Cái đó là, xin lỗi, là vấn đề là khủng bố cụ rồi, không phải vậy. Bởi vì thời đó người ta nhìn người cha như vậy, người ta nhìn cái luật như vậy, không thấy cái luật của thế kỷ 21, luật Mỹ, để mình nhìn cái luật vua Đồng Khánh, vua Tự Đức, vua Minh Mạng. Tại cái đó là một cái vấn đề để chúng tôi không phê phán, nhưng mà nhìn cái vấn đề như vậy. Do đó tại sao hồi xưa người ta nói công cha như núi Thái Sơn, tại vì người cha là một cái gì như là núi Thái Sơn, nó không lớn nhưng mà nó hiện lên một cái gì là quyền uy của gia đình. Tất cả người vua của người Hán ngày xưa muốn làm vua được người ta công nhận phải tới núi Thái Sơn. Thì bây giờ người Việt Nam cũng vậy, do đó núi Thái Sơn nó nhỏ hơn núi San Francisco, núi ở chúng ta ở miền Bắc rất nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn nói là công cha như núi Thái Sơn. Cái đó nó không thể nói thế kỷ 21 chúng ta không nhận cái đó, và cũng không vì thế để có một vấn đề tiếp theo là chúng ta coi thường người mẹ. Cái điều đó nhìn cái đó không có vẻ đúng hơn, cũng đúng, chúng tôi nghĩ là như vậy. Do đó chúng tôi xin khán thính giả, những người bạn nên nhìn cụ Trương Vĩnh Ký trong thế kỷ đó chứ đừng nhìn bây giờ, nhìn như vậy. Còn cái vấn đề là học thuật của cụ, tất cả cái chuyện đó chúng ta nên nhìn riêng. Nhìn cụ hai khuôn mặt, khuôn mặt hoàn toàn là học thuật, khuôn mặt hoàn toàn là chính trị. Nếu chúng ta đứng ở mặt này chúng ta nhìn mặt kia là không được, phải nhìn cụ hai mặt như vậy. Và chúng ta có cái nhìn nhân bản. Một con người nếu có cái mặt này họ không toàn diện thì không gì thế mà sổ đẹp họ. Cái đó là quan toàn của chúng ta, là người Việt Nam không nhìn như vậy, chỉ có người Cộng sản mới nhìn như vậy. Do đó chúng ta nếu mà không nhìn cái mặt chính trị, cứ biện minh cho cụ hoài thì tranh cãi mãi, bởi vì cụ có cái mặt mà chúng ta thấy gọi theo cái nghĩa nào đó là tiêu cực. Bởi vì sao? Việt Nam là 4.000 năm chống giặc. Người nào mà có cái ý mà không chống giặc thì người dân họ không trồng. Để cái đó là cái mà chúng ta nhìn thấy như vậy. Do đó chúng ta rất đề cao những cái người anh hùng chống giặc. Và cụ Trương Vĩnh Ký có cái nhìn khác, cho nên chúng ta thấy là cái yêu nước của cụ nó khác cái yêu nước của những cái người khác. Yêu nước hồi xưa, hồi nãy luật sư nói yêu nước hồi xưa cái chữ không có yêu nước. Hồi đó chúng ta không có cái chữ yêu nước, chúng ta chỉ yêu nhà vua thôi. Đấy, không có cái tinh thần dân tộc, không có cái quốc gia, chỉ có cái đại nam thôi. Không có người nào mà khác nhà vua là bị giết, là phản quốc. Cái đó hồi xưa nó như vậy.
Bây giờ chúng ta hỏi cái đó không đúng, là đồ bị hồi đó nó như vậy. Vì thế cho nên chúng ta phải hiểu. Và cái thời ông, khi ông vào, ông là trong cái chùa nhà vua, ông là một cái ông quan của nhà vua, thì bị người dân họ nhìn khác. Mặc dù cái ý của ông nói là ông yêu nước, do đó chúng ta phải nhìn cái vấn đề rất là đặc biệt như vậy của Chúa Trực Ký. Một lần nữa chúng tôi thấy là mình nên nhìn của Chúa Trực Ký hai mặt. Nếu mà ai đứng một mặt thì tranh cãi mà mặt bên đây và mặt bên kia. Và rõ ràng chúng ta với cái nhìn độ lượng, một cái nhìn nhân bản, và con người ta có hai mặt, không thể gì có thế mà chúng ta sổ trẻ. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn. Có lẽ là cái buổi đang bắt sách đến đây xin được tạm dừng ở đây. Và Ngọc Lan cũng xin nói rằng hiếm có một buổi ra mắt sách nào mà khán thính giả ngồi đến giờ cuối đông đến như vậy, và có cái nhu cầu muốn được lên đặt câu hỏi, nhưng mà vì thời gian đã hết nên rất mong là quý vị có thể gặp riêng với những người trong ban biên soạn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn những người đã tham gia biên soạn quyển sách này. Cháu là 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 c